phong trào xây dựng nông thôn mới như một làn gió đem lại sự đổi thay cho từng bản làng của xã Chí Nang thời gian vừa qua. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới thì bàn cải xã Chí Nang đã được đầu tư xây dựng nhà văn hóa khang trang, làm đường bê tông rộng rãi trải khắp mọi trục đường ngõ ngách trong bản. Công trình thủy lợi được kiên cố, các mô hình chăn nuôi, trồng rừng, vườn tược đang phát triển. Đó là tiền đề quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Buổi sáng của những ngày đầu tháng 6 với ánh nắng hồng rảo bước trên con đường của ý Đảng lòng dân, nhìn về những ngôi nhà sàn, những ngôi nhà xây vững chãi, chúng tôi đã phần nào cảm nhận được cuộc sống sung túc của dân bản kể từ khi triển khai xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Có được kết quả đó là nhờ sự quan tâm hỗ trợ, đầu tư của Đảng, nhà nước sự đoàn kết đồng lòng ủng hộ của người dân cùng chung tay xây dựng nông thôn mới. Hướng ánh mắt nhìn theo những con đường bê tông bằng phẳng rộng rãi, hai bên là những hàng hoa đùa nhau khoe sắc như lạc vào một khung cảnh tuyệt đẹp giữa một bản làng bình yên. Ông Lê Phi Nho, phó thôn cày nở nụ cười rạng rỡ chia sẻ, trước đây đường giao thông nội bản chủ yếu là đường đất nên người dân đi lại gặp rất nhiều khó khăn, cầu qua sông cày không có, mỗi khi mưa xuống thì đường trơn trượt lầy lội như đổ mỡ người đi bộ còn bị trượt ngã chưa nói đến các phương tiện giao thông mỗi mùa nước lũ là bị cô lập hoàn toàn với bên ngoài bà con trồng được cây luồng cây keo muốn bán cũng khó còn hệ thống thủy lợi chưa được xây dựng nên tình trạng thiếu nước sản xuất rất phổ biến cơ sở hạ tầng thiếu thốn đã ảnh hưởng đến sự phát triển sản xuất kinh tế của người dân khiến tỷ lệ hộ nghèo rất cao thì sau khi đảng nhà nước quan tâm cho thôn Bản Cải chúng tôi Con đường thứ nhất là con đường bê tông đi lại thì nó thuận tiện Thì bà con đi làm nó dễ dàng hơn Bà con đi làm nó dễ dàng và phát triển kinh tế thì nó cũng mạnh hơn Từ khi Bản Cải triển khai phong trào xây dựng nông thôn mới cho đến nay Thì chính quyền và người dân trong bản đã quyết tâm đồng lòng chung sức xây dựng nông thôn mới Bên cạnh sự hỗ trợ của đảng nhà nước và sự giúp đỡ của các tổ chức trên địa bàn là sự tự nguyện hiến đất làm đường, tự giác tham gia đóng góp ngày công lao động, vật liệu xây dựng tham gia kiên cố hóa đường giao thông, công trình thủy lợi. Đến nay, bản đã hoàn thành 14 trên 14 tiêu chí của bản nông thôn mới và đã được Chủ tịch UBND huyện công nhận bản đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 càng vui mừng và phấn khởi hơn khi những ngày này bà con nhân dân đang tích cực chuẩn bị cắm cờ hồng kỳ, cờ tổ quốc đỏ rực khắp các con đường trong bản để chuẩn bị cho lễ đón nhận bằng công nhận thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới. Đường này với là kênh mương nội đồng này với là nhà hội trường mới này, nhà văn hóa mới này. Và ý thức bà con thì cũng theo nội quy trong thôn bản cả. Nhà nước thì cho chi si mà dân thì lấy cát với là công bỏ công ra là làm tuyến đường thôi. Chia tay với bàn cải khi mặt trời đã lên cao, nhưng chúng tôi vẫn không quên nhìn về những dãy nhà sàn, nhà xây khang trang chạy dọc con đường bê tông mới kiên cố và hy vọng trong thời gian tới thì sẽ có nhiều bản làng đồng lòng chung sức xây dựng nông thôn mới, làm thay đổi diện mạo nông thôn, góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới của Đảng và nhà nước như bản cải xã trí năng.